Thêm một người bị bắt vì điều luật mơ hồ, man dợ của bọn khỉ Trường Sơn. Tôi biết chị Hằng không ưa tôi vì tôi chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Chị chửi Trương Quốc Huy là thành phần phản động, đâu khác gì chị chửi tôi. Nhưng hôm nay, chị Hằng bị chế độ độc ác Việt Cộng bắt giam vì điều luật mơ hồ, man dợ, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Được quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, buộc tôi phải lên tiếng đơn giản, luật pháp cho người dân có quyền đó, thì người dân có quyền sử dụng nó, lợi dụng nó. Sử dụng hay lợi dụng cũng đồng nghĩa thôi. Bà Hằng thường nhận định theo chủ quan của mình, chính quyền không bao giờ sai. Nhiều con người hội tụ nên một chính quyền government. Không có nghĩa chính tà ở đây. Đã là những con người, lẽ dĩ nhiên, chính quyền nào cũng phải có cái sai. Có sai mới có sửa sai. Luật pháp cứ sai rồi sửa đổi, bổ sung. Thay đổi mỗi ngày để ngày càng hoàn thiện hơn. Nhờ đó chính quyền của các quốc gia mới ngày càng tiến bộ, phát triển. Chỉ có chính quyền của những quốc gia độc tài, độc ác như chế độ Việt Cộng mới làm dân nghèo đói mãi mãi, làm dân mất đi những quyền tự do mãi mãi. Chế độ Việt Cộng độc quyền nắm truyền thông, họ dễ dàng đầu độc. Tuyên truyền dối trá để định hướng toàn dân. Từ hàng ngàn cái loa phường, loa ấp, loa xã, loa huyện, loa tỉnh đến những cơ sở truyền thanh, truyền hình, báo chí một chiều do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập. Không một cơ sở tư nhân nào được phép. Con người Việt Nam dễ trở thành những người máy robot chỉ biết phục vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Mới đầu nghe những âm thanh từ loa phường, con người thấy khó chịu. Như có ai đó vi phạm vào cái quyền nghe của mình, quyền riêng tư của mình, như hai lỗ tai của mình đang bị tra tấn, bị xúc phạm. Nhưng nếu bị nghe lâu ngày, những lời nói đó, những âm thanh đó từ từ trở thành quen thuộc rồi từ từ nó xâm nhập vào bộ óc của con người lúc nào không hay. Sự nghe quen thuộc những lời nói đó tự nhiên làm con người cảm thấy lời nói đó là đúng, là hay, là tốt đẹp. Đó là nghệ thuật tuyên truyền những điều dối trá. Nói chính xác, nó là một sự nhồi sọ mà ngay cả chính những người bị nhồi sọ cũng không biết mình bị nhồi sọ. Tôi khẳng định chế độ Việt Cộng này là một chế độ lưu manh tương tự như thế. Nó đầu độc toàn dân bằng những khẩu hiệu như Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Câu này mang tính chất phản quốc. Chúng ta cần phân biệt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổ quốc Việt Nam. Chỉ có Tổ quốc Việt Nam mới quang vinh muôn năm, công an nhân dân chỉ biết còn Đảng, còn mình. Câu này cũng mang tính chất phản quốc. Công an nhân dân phải phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho Tổ quốc Việt Nam, chỉ biết phục vụ cho Đảng là mơ nang tội phản quốc rồi. Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là Tổ quốc. Yêu xã hội chủ nghĩa là yêu nước, câu này cũng mang tính chất đượm màu phản quốc. Cỡ như thằng khỉ đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đến hết thế kỷ này, nó còn chưa biết xã hội chủ nghĩa là cái quái gì. Vậy mà nó tuyên truyền, bắt toàn dân phải yêu cái xã hội chủ nghĩa đó, dẹp bỏ yêu Tổ quốc Việt Nam, Bác Hồ kính yêu, Bác Hồ là cha già dân tộc, câu này cũng mang tính chất phản quốc. Yêu quê hương Việt Nam, yêu đất nước Việt Nam, yêu Tổ quốc Việt Nam không yêu, đi yêu thằng giặc tàu Bác Hồ, hay còn gọi là thiếu tá Hồ Quang. Còn gọi nó là cha già dân tộc nhục nhã biết giường nào. Nó là thằng giặc tàu gián điệp đem cờ đỏ sao vàng của tàu Phúc Kiến, bắt dân Việt xem như cờ Tổ quốc, mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, câu này cũng thấy rõ tính chất phản bội trời đất. Phản bội đất nước Việt Nam vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã muốn đứng trước trời đất, đứng trước mùa xuân, đứng trước đất nước, đứng trước Tổ quốc Việt Nam. Đi đến đâu, người ta cũng thấy răng đầy hàng triệu những biểu ngữ. Mưa dầm thấm đất, dân mỗi ngày đọc giết rồi quen. Về tượng đài Hồ Chí Minh cũng thế, theo đài tiếng nói Hoa Kỳ Voa. Gần đây nhất và cũng gây ồn ào trong dư luận nhất là dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh và quảng trường với quần thể kiến trúc chung quanh bao gồm đền thờ, đài tưởng niệm và viện bảo tàng tại tỉnh Sơn La với kinh phí lên đến 1.400 tỷ đồng tương đương với 70 triệu Mỹ Kim. Báo chí ở trong nước cho biết, hiện nay trên cả nước đã có 101 tượng đài Hồ Chí Minh trong các khuôn viên trụ sở cơ quan và 31 tượng đài ở các trung tâm hành chính và chính trị.
Theo đề án quy hoạch hệ thống tượng đài Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030, người ta dự định xây thêm 58 tượng đài nữa, trong đó có 14 dự án đã được chấp thuận ở các tỉnh Bắc Cạn, Bắc Ninh, Bình Định, Đà Nẵng, Điện Biên, Hải Phòng, Hải Dương, Kiên Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc. Các tượng đài này được chia thành hai nhóm. Nhóm A đặt ở các trung tâm hành chính cao từ 4 đến 9 mét, nhóm B đặt trong khuôn viên các cơ quan hay trường học cao từ 1 tháng 5 đến 3 mét. Mục đích chính của chế độ Việt Cộng vẫn là nhồi sọ dân. Nhồi sọ dân chúng để Đảng Cộng sản Việt Nam được giữ vững quyền lực cai trị mãi mãi. Thoạt đầu, dân nhìn thấy Hồ Chí Minh giống y như một thằng tàu bận áo đại cắn bốn túi cũng của giặc tàu, kể cả cách cầm viết của Hồ Chí Minh cũng giống như cầm một cây cọ sơn của người tàu. Thế rồi, năm này tháng nọ, nhìn Hồ Chí Minh hoài, giết nhập tâm, dân chúng yêu mến Hồ Chí Minh, rồi đi đến tôn kính, tôn sùng lãnh tụ, thờ lạy Hồ Chí Minh với miệng lẩm nhẩm câu nói khi xưa còn bé, tháp 10 đẹp nhất bông sen. Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Có thể nói một cách chính xác, nghe quen thuộc quá, đọc quen thuộc quá, nhìn quen thuộc quá tự nhiên sẽ trở thành đúng hay đẹp. Người Việt Nam đâu khác gì người dân Đức bị nhồi sọ bởi Paul Joseph Goebbels, một chính trị gia người Đức giữ chức Bộ trưởng Bộ Giác ngộ Quần chúng và Tuyên truyền của Đức Quốc xã từ 1933 đến 1945. Tôi sống ở nước Mỹ giàu có này, tôi chưa từng thấy những cái kiểu nhồi sọ man rợ như ở Việt Nam. Những nhồi sọ này, con người trở thành bị định hướng, làm mất đi những tư duy sáng tạo. Con người mà mất đi tư duy sáng tạo thì đất nước không thể nào phát triển, giàu có được. Chỉ có những tên cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cầm đầu công cuộc nhồi sọ mới làm giàu nứt vách trong những dự án xây dựng hàng trăm tượng đài khắp toàn lãnh thổ Việt Nam và quốc nạn tham nhũng. Đối với góc nhìn của tôi, chị Hằng là một nạn nhân bị nhồi sọ bởi chế độ độc ác Việt Cộng. Chị là một doanh nhân thành đạt, trí thức, giàu có, ăn nói lưu loát, làm hấp dẫn hàng triệu người xem. Thì chẳng lạ gì khi tôi nhìn thấy hàng triệu dân chúng đang bị nhồi sọ bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với tôi, nhồi sọ dân chúng là một tội ác trời không dung, đất không tha. Bởi thế, thay vì phẫn nộ khi thấy chị Hằng chụp mũ thiền am bên bờ vũ trụ rằng ông Lê Tùng Vân là loạn luân, tôi cảm mến. Thương hại bà vì bà cũng đang cùng bị gán ghép một trọng tội theo điều 331 của Bộ Luật Hình sự y như ông Lê Tùng Vân và ba đệ tử của ông đã bị kết án. Tôi đã nhận thức được, tất cả chúng ta đang là nạn nhân bị nhồi sọ bởi chế độ Việt Cộng này. Tội ác nằm ở chế độ Việt Cộng, tất cả dân chúng chỉ là những nạn nhân. Cá nhân tôi đã thực hiện xong ba danh sách những tù nhân chính trị, còn gọi là tù nhân lương tâm hay tù nhân bất đồng chính kiến. Hôm nay tôi dự định thành lập danh sách thứ tư. Tôi đang suy nghĩ không biết có nên bỏ tên và hình ảnh của chị Hằng vào danh sách bốn này hay không. Tôi xin quý bạn cho tôi ý kiến. Tôi rất phân vân, có thể liệt kê chị Hằng vào tù nhân bất đồng chính kiến. Đây cũng là một câu hỏi rất khó trả lời.